Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. 10 tháng năm 2021, Long An giảm gần 35% số vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ. Tiền Giang từng bước khôi phục sản xuất an toàn nhằm phục hồi kinh tế theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ. Tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi gây quỹ cho kế hoạch chống COVID-19. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành vừa tổ chức phiên họp lệ thường kỳ tháng 10/2021 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11 tới. Trong tháng 10/2021, huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong tháng, diện tích thanh long ruột đỏ thu hoạch được trên 3.000 ha, sản lượng đạt trên 12.000 tấn. Tại các xã Dùng Hạ, nông dân thả nuôi tôm vụ 2 được 398 ha. Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, huyện đã thi công hoàn thành 15 trên 18 danh mục công trình trong năm 2021 với tổng vốn kế hoạch trên 33 tỷ đồng. Toàn huyện có 7 trên 12 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Văn Khải chỉ đạo các ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn không chủ quan, lơ là, phải thực hiện tốt công tác vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2021. Thực hiện nghiêm kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho người dân, đồng thời tập trung sản xuất thanh long và nuôi trồng thủy sản để phục hồi sản xuất, tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc tiêm phòng vaccine, tiêu độc sát trùng chuồng trại. Tại huyện Mộc Hóa, địa phương cũng vừa tổ chức lễ khánh thành công trình trường tiểu học Nguyễn Văn Dinh. Sau 6 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong năm học 2021-2022. Trường tiểu học Nguyễn Văn Dinh được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2021, có quy mô gồm 4 phòng học, 2 phòng chức năng và 2 phòng nghỉ trưa cho học sinh trên tổng diện tích 830 m². Công trình do ngân hàng Vietcombank tài trợ với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng đã là nguồn động viên cho các thầy cô giáo và các em học sinh tiếp tục phấn đấu giảng dạy và học tập tốt hơn trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Mộc Hóa đề nghị tập thể giáo viên, phụ huynh và các em học sinh sử dụng công trình hiệu quả, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, đạt chất lượng giáo dục lên hàng đầu, trở thành điểm sáng trong hệ thống giáo dục tiểu học huyện nhà. Dịp này, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank trao tặng nhà trường 2 bộ máy vi tính. Chuyển sang một số nội dung khác. Tính đến nay, Long An có hơn 163.600 người cao tuổi, chiếm khoảng 12% dân số toàn tỉnh. Trong đó có trên 26.300 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên. Những năm qua, các cấp, ngành địa phương trong tỉnh luôn quan tâm công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi. Qua đó thể hiện truyền thống kính già, yêu trẻ của dân tộc. Trong năm 2020, có gần 28.000 người cao tuổi được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội đã thăm chúc Tết tặng quà, tiền cho người cao tuổi nghèo, neo đơn với tổng trị giá trên 8 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có hơn 33.400 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Số người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe là gần 50.000 người. Bên cạnh đó, các cấp ngành địa phương còn quan tâm hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi vào các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm. Thời gian tới, Hội Người Cao Tuổi tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động trợ giúp người cao tuổi nghèo, vùng sâu, biên giới, chuẩn bị các nguồn lực cho phong trào Tết vì người cao tuổi nghèo, mái ấm cho người cao tuổi, phối hợp với các ngành, đoàn thể, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cộng đồng, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tuyên truyền vận động các nguồn lực xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở cơ sở, địa bàn dân cư. Thưa quý vị, 10 tháng đầu năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, nhất là giai đoạn cao điểm áp dụng chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19. Người dân hạn chế ra đường nên 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương vì tai nạn giao thông đều giảm mạnh so với cùng kỳ.
10 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 88 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 87 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 51 người chết, 51 người bị thương, giảm gần 35% về số vụ, giảm 39% số người chết và giảm hơn 38% số người bị thương, không có tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tuần tra kiểm soát, phát hiện trên 24.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tước 2.567 giấy phép lái xe, chuyển kho bạc nhà nước thu hơn 34 tỷ đồng. Đặc biệt, đối với xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn đã lập biên bản hơn 1.200 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.209 phương tiện, tước 713 giấy phép lái xe, chuyển kho bạc nhà nước thu hơn 7,2 tỷ đồng. Trong giai đoạn ảnh hưởng dịch COVID-19, Cần Giuộc đã chủ động thực hiện tốt công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân địa phương thông qua các kênh như hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp. Nhờ đó giải quyết được tình trạng nông sản tồn đọng, góp phần cho chuỗi cung ứng được liền mạch. Tại huyện Cần Giuộc, từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9 2021, giai đoạn cao điểm dịch bệnh COVID-19, việc vận chuyển và tiêu thụ nông sản gặp rất nhiều khó khăn, giá một số nông sản giảm thấp, chủ yếu là tôm nước lợ, gia cầm, các loại rau màu. Cao điểm, toàn huyện tồn đọng hơn 100 tấn tôm, 64.700 con gia cầm, trên 50 tấn rau đến kỳ thu hoạch. Trước tình hình đó, các ngành huyện, nhất là ngành nông nghiệp, hội nông dân đã chủ động triển khai nhiều hình thức để hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản thông qua các kênh, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, thương lái, kết nối tiêu thụ nông sản trên tất cả các kênh bán lẻ tại huyện như hệ thống Sang Hà, Bách Quá Xanh, Co-op-mart, Vinmart, các điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn huyện. Đăng ký trên trang mua bán kết nối tiêu thụ nông sản của tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp, cung cấp thông tin một số đơn vị thu mua, cử cán bộ làm đầu mối, lập những nhóm trên ứng dụng Zalo để trao đổi thông tin về các mặt hàng nông sản, hỗ trợ tiêu thụ những mặt hàng tồn đọng. Để chuẩn bị cho cái phục hồi mạnh nhất, thì dự kiến Bí thư huyện ủy sẽ đối thoại đối với các doanh nghiệp, các cái hợp tác xã, cũng như là người nông dân sản xuất rau trên địa bàn của các xã vùng thượng. Về phía nhà nước và hội nông dân thì cũng phối hợp với các ngân hàng, rồi là quỹ hỗ trợ nông dân để soát xét là nguồn vốn giúp cho nông dân, thứ nhất là giãn nợ, thứ hai là tiếp tục những cái gói vay làm sao để giúp cho bà con mình là sau dịch bệnh có cái vốn để tập trung sản xuất. Hiện tại, tình hình tiêu thụ và giá nông sản của nông dân Cần Giuộc khả quan hơn, cơ bản không còn tồn đọng, người dân đang bắt tay vào phục hồi sản xuất, chăn nuôi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, từ khi mở cửa kinh tế sau ngày nới lỏng giãn cách, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, đã có hơn 121.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hoạt động trở lại với gần 1,9 triệu người lao động. Trong đó, tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao có 1.221 doanh nghiệp hoạt động trở lại với hơn 201.000 người lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp thành đoàn và liên đoàn lao động cùng các quận huyện, thành phố Thủ Đức rà soát các hoạt động, lập danh sách người lao động mất việc làm do dịch COVID-19 để kết nối thông tin với doanh nghiệp giới thiệu việc làm. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các tỉnh, trước mắt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức các sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Nhằm phục hồi kinh tế theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang có văn bản hướng dẫn cụ thể các phương án sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong tình hình mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cần 23,4 tỷ đô la Mỹ trong 12 tháng tới để thực hiện kế hoạch đảm bảo và phân bổ vaccine, cũng như xét nghiệm và điều trị trong đại dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, sáng kiến ACT, một chương trình hợp tác giữa các cơ quan y tế hàng đầu thế giới, sẽ cần gây quỹ 23,4 tỷ đô la Mỹ để giúp các nước tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất được đảm bảo nguồn cung vaccine ngừa COVID-19, giai đoạn từ nay đến tháng 9 năm sau. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoản tiền này ít hơn nhiều so với hàng nghìn tỷ đô la Mỹ thiệt hại kinh tế mà đại dịch gây ra, cũng như chi phí dành cho các kế hoạch kích cầu hỗ trợ các nước phục hồi. Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa khẳng định,
Việc kiên định với kế hoạch này có thể giúp ngăn chặn nguy cơ có thêm ít nhất 5 triệu ca tử vong nữa, khi mà thế giới hiện đã ghi nhận gần 5 triệu ca tử vong do đại dịch COVID-19. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định hạ dự báo về tăng trưởng của nền kinh tế nước này trong tài khoá năm 2021. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu lỏng nhằm hỗ trợ nền kinh tế vẫn còn đang trên đà phục hồi mong manh sau những tác động của đại dịch. Sau cuộc họp chính sách, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đưa ra dự báo nền kinh tế Nhật Bản có thể sẽ tăng trưởng ở mức 3,4% trong tài khoá năm 2021, thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, trong khi chỉ số giá tiêu dùng cơ bản sẽ ở mức 0%, thấp hơn so với con số 0,6% trước đó. Để hỗ trợ cho đà phục hồi, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 0,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức 0%, nhằm duy trì lãi suất cho vay vốn đối với hộ gia đình và doanh nghiệp ở mức thấp. Với quyết định trên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang đi ngược xu hướng với nhiều ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới như Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Nhiệt độ đang ấm lên trên toàn cầu, từ thung lũng Tử Thần tới Trung Đông, từ tiểu lục địa Ấn Độ tới nam sa mạc Sahara ở châu Phi, đã làm cho cuộc sống thường nhật của hàng triệu người trở nên khó khăn hơn. Tại thung lũng Tử Thần ở bang California, Mỹ, vốn được mệnh danh là nơi nóng nhất trên thế giới, nhiệt độ trung bình trong mùa hè năm nay không ngừng tăng, lên tới 54,4 độ C. Nếu được Tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận, đây sẽ là mức nhiệt cao nhất trên thế giới được ghi nhận từ trước đến nay. Trong khi đó, cuộc sống của người dân tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Ấn Độ và Canada, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đợt nắng nóng lên tới 40 độ C trong mùa hè này. Nhiệt độ tăng cao cũng là nguyên nhân khiến các trận hạn hán, cháy rừng, bão lũ xảy ra với tần suất nhiều hơn và với cường độ mạnh hơn, tác động nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi, nông nghiệp và có thể cướp đi mạng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, hội nghị COP26 phải đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Để làm được điều đó, các quốc gia trên thế giới phải cam kết không khí phát thải ròng vào năm 2050 và đệ trình những chiến lược rõ ràng, đáng tin cậy trong dài hạn để đạt được mục tiêu này. Một trong những con tem bưu chính đầu tiên trên thế giới, Penny Black, mang hình ảnh của nữ hoàng Anh Victoria, được dự kiến bán đấu giá lên tới 6 triệu bảng Anh. Penny Black được phát hành vào năm 1840, là con tem đầu tiên của hệ thống bưu chính do Rutland Hill thiết kế. Penny Black in hình nữ hoàng Victoria. Con tem này được sử dụng lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1840 từ một kho lưu trữ bưu chính tại Anh thuộc sở hữu của Robert Wallace, một chính trị gia người Scotland. Ông Alan Holyoake là chủ sở hữu con tem này khoảng 10 năm trước. Ông đã thực hiện dự án nghiên cứu kéo dài 3 năm để xác định tính xác thực của con tem. Con tem sắp được đem đấu giá đã có giấy chứng nhận từ Hiệp hội Tem học Hoàng gia và Hiệp hội Tem học Anh. Theo nhà đấu giá Sotheby's, Penny Black là con tem bưu chính lâu đời nhất thế giới và là một trong 3 chiếc tem Penny Black được cho là vẫn tồn tại từ tờ tem in đầu tiên. 2 chiếc còn lại hiện đang nằm trong bộ sưu tập tại Bảo tàng Bưu điện Anh. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.